29 sự thật tàn khốc đến xé lòng, giúp bạn sống khôn ra từng giờ. Kính thưa quý vị, cho dù bạn có tốt đẹp đến mức nào, thì ở sau lưng sẽ luôn có người nói này nói nọ. Hãy lắng nghe thật cẩn thận cách mà một người nói về người khác trước mặt bạn, vì đó cũng chính là cách mà họ sẽ nói về bạn trước mặt người khác. 2. Cuộc sống có quyền xô ngã bạn. Người yêu có quyền bỏ rơi bạn, bạn bè có quyền phản bội bạn, nhưng hãy nhớ lấy một điều: đứng lên hay không là quyền của bạn. 3. Học cho mình chữ tự. Tự khóc, tự lau, tự đau, tự chịu, tự bước đi trên con đường của mình, tự đứng lên sau vấp ngã, tự lập trong cuộc sống khó khăn này. 4. Những bài học đắt giá nhất thường đến từ những khoảng thời gian tồi tệ nhất. 5. Dùng những sản phẩm dưỡng da thật chất lượng. Tiết kiệm gì thì tiết kiệm những sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với mặt tiền hay có ảnh hưởng tới nhan sắc thì nên chi tiền cho thật xứng đáng. 6. Đôi lúc bạn phải hạ cái tôi của mình xuống để nói câu xin lỗi, dù biết rằng mình không làm sai. 7. Nếu con trai nói chia tay, đừng níu giữ. 8. Còn trẻ, đừng lúc nào cũng thức khuya. 9. Chỉ có một cuộc đời, ngu gì lãng phí thời gian cho những kẻ không ưa. 10. Người đã lừa dối bạn một lần, rồi sẽ lừa dối bạn lần thứ hai. 11. Điện thoại gọi không được thì đừng gọi. Tin nhắn không nên gửi thì đừng gửi. Người không nên để ý thì đừng để ý. Phải sáng suốt hơn. Thế giới lớn như vậy cơ mà. 12. Đừng để bài tập tới tận ngày nghỉ cuối cùng mới làm. 13. Tái hợp sau khi chia tay thì 97% sẽ lại chia tay, mà 80% lý do chia tay vẫn giống hệt lần đầu. 14. Ba mẹ đều đã già rồi, hãy nói chuyện với họ nhiều hơn và hãy nói những lời thật lòng. 15. Nếu điều kiện của gia đình bạn không tốt, nhất định cần phải cố gắng học hành. Nếu có thể, đừng bao giờ ngừng bước trên con đường tới cánh cửa đại học, vì lợi ích mà việc học mang lại thật sự có thể là cơ hội duy nhất để bạn đổi đời. 16. Bất cứ ai cố gắng kéo bạn xuống đều sẽ nằm dưới bạn. 17. Đừng lưu lại tất cả những tật xấu, những không hay cho gia đình, người thân, mà đem những thứ tốt đẹp cho người ngoài. Đừng vì người yêu mà làm bố mẹ buồn phiền. Đừng đem những bực dọc, tức giận ở ngoài về xả lên những người thân thiết của bạn. 18. Bố mẹ nuôi bạn hơn 20 năm, không phải để bạn vì một người không đáng mà đòi sống đòi chết. 19. Con gái, đừng đánh mất mình quá dễ dàng. Không phải ai nhìn thật thà cũng thật thà. Hãy ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ. 16-17 tuổi, đừng chỉ mải mê trang điểm đầu tóc. Lần đầu tiên nhận thức được rằng bạn và người ấy không thể có tương lai, hãy buông tay đừng do dự. Có như vậy, cuộc đời của bạn mới sáng rõ hơn. 20. Gọt xoài, đừng để xoài thâm. Chọn bạn, đừng để bạn đâm lại mình. 21. Quả thực, im lặng là vàng. 22. Quần áo rách có thể phá, nhà cửa hỏng có thể sửa chữa. Chỉ có lòng người, một khi đã bị tổn thương thì khó mà hồi phục. 23. Nhìn óng ánh chưa chắc là vàng, nhìn đàng hoàng chắc gì đã là người tử tế. Nên nhớ rằng sống đẹp ở cái tâm chứ không phải thâm ở cái đầu. 24. Trên con đường cao tốc của cuộc đời, chúng ta thường nhận ra hạnh phúc từ gương chiếu hậu. 25. Miệng đời là một thứ vũ khí ẩn giật, khiến những suy nghĩ chân thật bị sai lệch. Họ có thể nói tốt về bạn khi họ cần bạn, và giết chết giá trị của bạn khi họ có những thứ hơn bạn. 26. Có những việc có mơ cũng không thể ngờ, và những chuyện có chờ cũng không bao giờ tới. 27. Nếu bạn thích một người, hãy can đảm nói ra. Còn nếu không,
hãy can đảm nhìn người đó như một người khác. 28. Cái vừa sâu đậm vừa mỏng manh nhất của con người là tình cảm. 29. Trên đời có rất nhiều chỗ để đi, nhưng chỉ có duy nhất một nơi. Dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ đón bạn về, đó là nhà. Muốn trở thành kẻ mạnh thực sự, hãy học ba loài này. Kính thưa quý vị, sói là vua đồng cỏ, đại bàng là chú tể bầu trời, còn cáo thì rất khôn ngoan. Trong thế giới mạnh được yếu thua này, chỉ khi hội tụ đủ đường lối của sói, trí tuệ của cáo và sự mưu lược của chim ưng, bạn mới có thể trở thành kẻ mạnh thực sự. 1. Sói không bao giờ chiến đấu một mình, bởi chúng hiểu rằng khi đối mặt với kẻ thù mạnh, sức mạnh của cá nhân không thể vượt qua được kẻ thù. Vì vậy, trước sự cạnh tranh, bầy sói luôn luôn đoàn kết, cùng nhau chiến đấu và cùng nhau vượt qua khó khăn. 2. Là một thành viên của bầy sói, sự xuất sắc của cá nhân dĩ nhiên rất quan trọng, thế nhưng muốn tồn tại thì phải đoàn kết và hợp tác với những thành viên khác trong bầy. Chỉ có như vậy thì chúng mới không bị môi trường và xã hội đào thải một cách dễ dàng. 3. Sói dù ở một mình hay là thành viên trong bầy, chúng đều có tinh thần chủ động chịu trách nhiệm. Chỉ khi trong lòng nghĩ tới lợi ích của bầy đàn, hy sinh vì bầy đàn thì bầy sói mới có thể trưởng thành ổn định trong tự nhiên. Ngược lại, sẽ sớm bị môi trường đào thải. 4. Đoàn kết để chiến thắng chính là cách sinh tồn của bầy sói. Bởi vậy, dù ở trong rừng rậm hay đồng cỏ, bầy sói sẽ không chiến đấu một mình. Sói có tinh thần tự nguyện hy sinh rất cao. Chúng sẵn sàng hy sinh, trả giá bằng cả tính mạng của mình khi cần. Đây chính là biểu hiện về tinh thần hy sinh của bầy sói. 5. Trung thành, giữ chữ tín, quy tụ sức mạnh cạnh tranh của bầy đàn. Các cá nhân trong bầy sói không biết bày tỏ lòng trung thành với bầy đàn, nhưng chúng sẽ dùng hành động của mình để chứng minh giá trị quý giá của lòng trung thành. Và những gì doanh nghiệp hiện đại của chúng ta cần chính là tinh thần hy sinh vì tập thể này của sói. 6. Khi cực kỳ đói, các cá thể của bầy sói sẽ không rời đàn của mình để kiếm thức ăn một mình. Dù bầy sói đang gặp khó khăn hay đang phát triển lớn mạnh, mỗi cá thể sói đều kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ với bầy đàn, bởi lòng trung thành của chúng không cho phép bản thân chúng rời khỏi bầy đàn. 7. Sở dĩ bầy sói trở thành tổ chức bầy đàn lớn mạnh nhất là nhờ sức mạnh chế độ. Đây cũng chính là tiền đề của sự đoàn kết và trung thành của loài sói.